Chồng của ca sĩ Giao Linh qua đời tại Mỹ. Ca sĩ Ân Thiên Vĩ, con nuôi của nữ danh ca Giao Linh vừa báo tin, chồng của nữ ca sĩ đã qua đời tại Mỹ vào sáng 21 tháng 9 năm 2021, theo giờ địa phương, tại tiểu bang California, Mỹ, thọ 80 tuổi. Ông ra đi đột ngột, không bệnh không đau khiến gia đình, các nghệ sĩ, đồng nghiệp của mẹ Giao Linh rất bàng hoàng. Ông bà rời Việt Nam về Mỹ để đi hát show trong thời gian qua và ông đã rời xa mẹ tôi vĩnh viễn, ca sĩ Ân Thiên Vĩ cho biết. Nữ danh ca Giao Linh gặp ông Võ Văn Sang từ năm 17 tuổi khi cả hai chơi chung trong một nhóm bạn. Song phải đến hai thập kỷ sau, mối quan hệ này mới chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Trong suốt quãng thời gian dài trước đó, khi bà chỉ xem ông như một người bạn thì ông lại âm thầm yêu bà nhưng không dám bày tỏ. Cho tới khi gặp lại nhau, nữ danh ca Giao Linh đã ở tuổi 37, vẫn độc thân, còn ông hoạt động trong giới kinh doanh, đã trải qua 3 lần ly hôn và có 6 người con. Nữ danh ca Giao Linh vẫn thường tâm sự, các con riêng của ông vẫn kính trọng bà và luôn xem bà là điểm tựa trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc đó như được nhân lên khi cả 6 người con riêng của chồng đều yêu quý và dành nhiều tình cảm cho nữ danh ca Giao Linh. Cũng chính các con chồng đã động viên bà trở về nước hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài sinh sống và định cư ở nước ngoài. Bà đã từng tâm sự, cha mẹ bà sinh ra 10 người con, mất đi 3 người, còn lại bà và 6 đứa em. Nhà nghèo lại còn có đàn em nheo nhóc thơ dại nên bà ở tuổi 37 vẫn chưa dám hưởng hạnh phúc riêng. Tôi luôn nghĩ mình phải lo cho các em, nên người thành ra khi có bạn trai chỉ cần người ta có chút suy nghĩ gần gợn kiểu sao em lo cho gia đình nhiều quá là tình cảm phai nhạt và không thể tiến tới được điều gì xa hơn. Cho đến khi gặp ông Võ Văn Sang, ông đã dành trọn tình thương yêu cho tôi và chăm lo cho các em tôi như gia đình của ông. Tôi không sanh con nên xem các con của chồng như con mình, nữ danh ca từng tâm sự. Hình ảnh quen thuộc đối với các đồng nghiệp ở Việt Nam đó là ông luôn sát cánh bên ca sĩ Giao Linh, lo cho bà trong công việc quảng bá, nhận show diễn và lịch thu âm, phát hành băng đĩa nhạc do bà thu âm. Ông đã từng đứng ra tổ chức nhiều suất hát từ thiện có sự tham gia của bà để cùng chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh trong nước. Mẹ tôi từ nay một mình đơn độc, không còn có ba bên cạnh để chăm lo. Nghĩ đến điều này tôi lại không cầm được nước mắt, ca sĩ Ân Thiên Vĩ tâm sự. Ca sĩ Kim Ngân lang thang tại Mỹ, cầu xin Thúy Nga đừng bỏ rơi. Mới đây, Thúy Nga tiếp tục đăng tải video quay cảnh cô gặp ca sĩ Kim Ngân ở Mỹ. Ở phần trước, nữ danh hài đưa đàn chị đi ăn phở, và lần đầu tiên người này đồng ý cho cô quay hình. Có thể thấy trong video, Kim Ngân chỉ ăn được một nửa bát phở. Khi được hỏi có nhớ mình sinh được mấy con, thì đàn chị ra vẻ cố nhớ nhưng chỉ nói được là có nhiều con. Sau đó nữ ca sĩ tỏ ý muốn xin hộp giấy để mang nửa bát phở còn thừa về cho bữa tối. Tôi thấy Kim Ngân mà thương lắm vì cũng là nghệ sĩ như tôi mà giờ bị như vậy. Ngày xưa chị ấy mới ra băng mà mọi người đã xếp hàng mua hình rồi. Tiếp đó Thúy Nga lì xì cho Kim Ngân $20 mà Kim Ngân ban đầu không chịu lấy. Nữ ca sĩ cúi đầu nói không lấy tiền đâu nhưng má cứ ghé thăm tôi, đừng có bỏ tôi. Nghe vậy Thúy Nga ngậm ngùi nói, được rồi, từ giờ trở đi mỗi lần Thúy Nga gặp Kim Ngân ngoài đường là sẽ dẫn Kim Ngân đi ăn. Kim Ngân phải đi nhé. Thúy Nga cho Kim Ngân hoài được, không sao hết. Cũng trong dịp, khi được đàn em hỏi còn nhớ ai không, trong giới ca sĩ thì Kim Ngân vẫn nói được tên của một số người. Điều đặc biệt là tại đây khi Thúy Nga chạy ra chụp hình cùng một số fan thì Kim Ngân liền lấy bút ra ghi lại số series tiền để chơi vé số cào. Khi quay vào, Thúy Nga thấy vậy tỏ ý không hài lòng và nói, biết ngay mà, mới cho tiền lì xì một cái là lấy đi mua vé số cào ngay. Rồi tiền đâu mà ăn? Mấy ông bà ở đây cứ có tiền là hút thuốc hoặc đi mua vé số cào. Nói chung nói chuyện với chị Kim Ngân lơ mơ lắm, khi thì tỉnh nhưng lúc lại không biết gì luôn. Tiếp đó Thúy Nga bảo đàn chị rằng khi có thời gian sẽ đưa đi cắt tóc gội đầu và mua quần áo mới nhưng Kim Ngân nghe không hiểu. Cuối cùng Kim Ngân đứng dậy tỏ ý đi về, loay hoay mãi mà không xác định được hướng đi. Còn bảo, ở đây đứng chờ mẹ để đi mua điện thoại cho bố. Thôi con xin phép sang góc đường, ngồi đọc kinh Phật. Con không thuộc nhiều, chỉ có mấy kệ mà họ gọi là sự sinh thời của Đức Phật. Thúy Nga thấy vậy, xúc động nói, bây giờ cứ mỗi ngày ra đây là Thúy Nga sẽ cho Kim Ngân ăn. Kim Ngân muốn ăn gì cứ nói. Nữ ca sĩ khi ấy nhìn đàn em và tỏ ý cảm ơn bằng cách cúi chào, rồi lững thững bước đi trên đường phố Mỹ. Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó cô gặp nhạc sĩ Trường Hải, rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, cô được cha nuôi, giao trọng trách thể hiện ca khúc Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng, lối trình diễn sôi động lôi cuốn. Những năm thập niên 80, Kim Ngân trở thành ca sĩ ăn khách, nổi tiếng bậc nhất hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí giai đoạn đó Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô lớn. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh, bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của cô cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi hai con gái. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California, Mỹ để xin ăn. Thi thoảng cô tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ. Vào chùa ở Mỹ được ít ngày, ca sĩ Kim Ngân đột nhiên mất tích. Liên quan đến ca sĩ Kim Ngân lang thang tại Mỹ,
Mới đây Thúy Nga cho biết sau khi vào chùa ở được ít ngày, đàn chị bỗng dưng mất tích khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Sự cố vô cùng lo lắng nhưng tôi vẫn bình tĩnh vì quá quen với những chuyện như thế này. Nhiều khi chị ấy hẹn tôi buổi sáng đến đón, nhưng khi tôi đến nơi lại không thấy chị ấy đâu. Do đó tôi và sư cô phải đi tìm chị ấy, nữ danh hài nói. Cũng theo Thúy Nga, có một mạnh thường quân rất thương Kim Ngân nên lặn lội từ Chicago sang chỗ cô để được gặp nữ ca sĩ. Tuy nhiên Thúy Nga lo sợ đàn chị sẽ không chịu gặp người lạ, nhất là đàn ông. Sư cô và Thúy Nga cũng tìm được Kim Ngân khi nữ ca sĩ đang ngồi ăn ở vỉa hè. Sau đó Thúy Nga đưa Kim Ngân đi gặp vị mạnh thường quân. Điều bất ngờ là lần đầu tiên nữ ca sĩ chịu ngồi ăn trưa cùng với một người đàn ông lạ mà không hề tỏ thái độ hay la lối ôm xòm. Điều này khiến vị mạnh thường quân vô cùng bất ngờ, bởi anh cho biết cách đây 3 năm từng gặp Kim Ngân nhưng không có cách nào tiếp xúc được. Trong các clip trước của Thúy Nga, Kim Ngân luôn tỏ ra và nói sợ hãi khi thấy đàn ông, thậm chí là một lần đi gội đầu. Thấy người bên cạnh là nam, nữ ca sĩ vội vàng bật dậy và la ó. Bà không rõ lý do vì sao nữ ca sĩ hoảng sợ khi thấy đàn ông lạ đến, nhưng bà cho rằng trong khoảng thời gian sống lang thang, Kim Ngân có thể phải đối diện với một cú sốc nào đó, không loại trừ khả năng bị kẻ xấu hãm hiếp. Chồng cũ Kim Ngân tại Mỹ, gia thế không nhỏ, đàng hoàng giỏi giang. Thời gian qua ồn ào, Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ mời làm việc vì nghi bạo hành Kim Ngân, thu hút sự quan tâm dư luận. Theo đó, nữ danh hài bị ai đó tố giác là bắt nhốt bạo hành cựu ca sĩ Kim Ngân. Trước những lời vu khống trắng trợn, Thúy Nga thấy mệt mỏi, tuyên bố ngừng giúp đỡ Kim Ngân để gia đình đàn chị tự lo liệu. Mới đây trên kênh YouTube The Jimmy TV, mẹ đỡ đầu Kim Ngân, vợ nhạc sĩ Trường Hải và mẹ ruột Kim Ngân có những chia sẻ xoay quanh cuộc đời cựu ca sĩ. Mẹ đỡ đầu Kim Ngân cho biết thời điểm cựu ca sĩ kết hôn, đám cưới diễn ra hoành tráng. Chồng Kim Ngân cũng là người ăn học đàng hoàng có tiếng tăm. Gia đình nhà chồng Kim Ngân thuộc dạng có địa vị, gia thế, tiền bạc. Kim Ngân ngày xưa dễ thương và lễ phép lắm, giống như con gái tôi vậy. Gia đình tôi sang Mỹ vào năm 80 khi Kim Ngân mới 15 tuổi. Kim Ngân cho con gái tôi ở chung phòng với nó. Sinh nhật tôi, Kim Ngân còn đến tận nhà dự và mua hoa tặng. Lúc đó Kim Ngân còn tỉnh táo. Lúc kết hôn, Kim Ngân tổ chức đám cưới lớn lắm. Chồng Kim Ngân cũng là người có ăn học tử tế đàng hoàng lịch sự, có tiếng tăm. Nhà chồng Kim Ngân thuộc dạng địa vị, gia thế, tiền bạc. Mẹ Kim Ngân thấy thế nên mới an tâm rời Mỹ sang Hồng Kông, Việt Nam để làm ăn, buôn bán chứ không phải tự nhiên mà đi. Mẹ đỡ đầu Kim Ngân tâm sự. Về phía mẹ ruột Kim Ngân, bà Hương cũng lên tiếng khẳng định gia đình không bỏ mặc con gái. Khi biết Thúy Nga đi theo lo cho Kim Ngân, bà Hương đã trao đổi muốn đỡ đần cuộc sống của nữ danh hài. Tuy nhiên Thúy Nga từ chối vì đã tìm được người hỗ trợ. Khi tôi nói con tôi, cháu tôi phải đi làm ăn, không có thời giờ đi theo Kim Ngân thì người ta chửi tôi. Họ bảo gia đình tôi không có thời giờ thì tại sao Thúy Nga lại có? Tôi xin giải thích, Thúy Nga làm YouTube. Trước Kim Ngân đã đi lo cho các người vô gia cư khác rồi mới tới Kim Ngân. Đó là công việc Thúy Nga đang làm. Bản thân tôi cũng nói với Thúy Nga rằng, con đi theo Kim Ngân thế này thì để cô tới nhà giúp con đưa mẹ con đi chợ, con đi học. Cô tình nguyện làm những gì có thể để giúp con có thời gian đi theo Kim Ngân. Nhưng Thúy Nga nói thôi vì Thúy Nga đã mướn được người lo cho mẹ và con Thúy Nga rồi. Tôi thực sự muốn tới để đền đáp ơn nghĩa và những gì Thúy Nga đã làm cho Kim Ngân. Nhưng Thúy Nga không chịu nên tôi mới thôi. Bà Hương giãi bày. Bà Hương cho biết gia đình đã tìm hiểu về tình trạng của Kim Ngân và thấy rằng bệnh tâm thần có rất nhiều loại, song bệnh này đến giờ vẫn chưa ai chữa được. Bác sĩ nào nói rằng có thể chữa được bệnh thì tôi mới mời tới chữa cho Kim Ngân. Bệnh của Kim Ngân là kiểu có nhiều nhân cách trong nó, lúc là con nít, lúc là đàn ông, lúc là phụ nữ. Những nhân cách này sinh ra để bảo vệ Kim Ngân khi sống lang thang. Nếu không có những nhân cách đó thì Kim Ngân có thể trầm cảm mà đi đến tự vẫn. Bệnh của Kim Ngân chỉ cần đỡ thôi là tôi mừng lắm rồi, và tôi cũng phải chịu nhịn nó lắm để nó không lên cơn. Kim Ngân mà ngủ không đủ là nó dễ nổi giận. Bởi vậy nên sống với Kim Ngân là phải yêu thương, chiều chuộng và nhịn dữ lắm. Cái này rất khó, dây thần kinh của Kim Ngân hư rồi, không thể chữa được. Ai bảo chữa được cho Kim Ngân thì hãy giúp gia đình tôi. Bà Hương tâm sự.